Xin chào, hôm nay Kho Tủ Nhựa xin giới thiệu đến gia đình mình một chiếc tủ giày. Chiếc tủ giày khung nâu phối cánh trắng, được thiết kế với chiều cao là 2m45, ngang 1m và sâu 34. Và đây là thiết kế của chiếc tủ. Thì ở dưới này là gồm có 5 tầng, thì chúng ta để được khoảng từ 20 đến 25 đôi giày dép tùy vào kích thước lớn bé. Ở trên này cũng có rất là nhiều ngăn tầng khác nhau, thì chúng ta có thể tận dụng để được những cái chiếc túi xách của chị em phụ nữ này, hoặc là những cái bộ tách ly á, chúng ta có thể để lên đây khi mà không dùng tới. Ở bên này thì chúng ta có thể để những chiếc mũ bảo hiểm và những cái chiếc áo mưa tùy theo mùa. Các cái khung như vậy thì chúng ta có thể trang trí như là các bình hoa này, những con gấu bông này, hay là những cái cây son của các chị em phụ nữ. Dạ thì sản phẩm bên em là sản phẩm chống nước, chống mối mọt và không có mùi hôi độc hại. Thì gia đình mình quan tâm thì hãy liên hệ đến số điện thoại bên em 0905 102 845, cửa hàng trưng bày tại 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thượng Đức. Xin cảm ơn.